Hello, hello. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay là ngày 22 tây tháng 6 năm 2021. Kênh YouTube của Shop Hoa Kiển Kim Trang bên em xin giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn lô bông trang tím sen. Lô bông trang tím sen một cốt đang cho hoa nha cô chú anh chị. Dạ đây ạ, lô bông trang đang cho hoa màu tím sen rất là tươi luôn ạ. Cô chú xem nè, màu tươi lắm ạ. Tất cả đều là một cốt ạ. Yeah. Hơn một cốt ạ. Đây, bông rất là tươi. Cô chú xem nè. Màu bông cái cốt à, cái cốt này là cỡ là ngón tay áp út của em nha cô chú anh chị. Đây cô chú xem, bông rất là tươi. Một cốt, cốt gốc bự bự không mà cô chú ơi. Đây, cái gốc nè. Cao là một găng tay, hai găng tay, 4 tấc trở lên nha cô chú. Trang này cô chú mua về là chỉ để lên và trưng thôi, ảnh đã thành phẩm hết rồi. Nếu mà cô chú muốn cái tàn đẹp hơn một chút á thì cô chú tỉa lại một chút, cô chú tỉa cái tàn á mình cho theo ý thích của mình khi mà mình mua về. Ở cái cốt của cây chú thích màu tím sen này thì liên hệ số điện thoại của shop em ạ, là 0911643600 hoặc là inbox Zalo, chụp hình màn hình rồi gửi ngay cái cây mà mình yêu thích đó. Rồi em xin cảm ơn cô chú rất là nhiều, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo. Bye bye.